Hello, Quần Lót Dễ Thương mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn hãy nhấn like và nút đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.